Xin kính chào quý cô chú anh chị cũng như là quý khán giả đang xem kênh Lian. Thì hôm nay đã qua sinh nhật rồi, nhưng mà bữa nay được anh Hoàng Xanh rất là quý luôn tổ chức sinh nhật muộn cho Lian. Thì rất là cảm ơn anh Xanh đã qua để chúc mừng sinh nhật cho Lian ngày hôm nay. Rồi thì thế này, thì anh chia sẻ Lian, chia sẻ tất cả các quý anh chị với khán giả xem kênh. Thì Xanh thì vừa qua là có cộng tác với Lian ca khúc là Đời Bạc và ca khúc là Kiếp Tạm Nhân Sinh. Thì trong thời gian quay gấp gáp có những điều chi cho sơ sót, kính mong cả nhà thông cảm. Và Xanh rất là ủng hộ những người em mà có năng lực, có cái khả năng gì đó, nhưng mà Xanh muốn trao dồi thêm và hai anh em sẽ học hỏi nhau để anh em cộng tác với nhau về âm nhạc. Và Xanh cũng mong muốn tất cả các chú chị hãy yêu thương Lian, như là bấm like nè, subscribe nè, follow cho em Lian, để em Lian có thể có nhiều động lực cũng như là ra những cái sản phẩm chất lượng và cũng cộng tác với Xanh ra những ca khúc rất là mới. Và cái điều quan trọng anh muốn nói ngày hôm nay nè, thì anh một cái điều quan trọng là ngày hôm nay thì anh tới đây anh muốn mời em đi ăn gì đó. Dạ. Là muốn là bù lại những cái lúc mà em tổ chức sinh nhật cũng hoành tráng lắm, anh có thấy trên YouTube, nhưng mà do là anh bận rộn anh không có tới được. Hôm nay thì sáng dịp thì anh có dịp anh tới đây, anh muốn mời em đi dùng một bữa tiệc nhỏ nhỏ gì đó. Và cầu chúc cho em năm mới, tuổi mới nhiều thành công, nhiều may mắn, và đặc biệt là được nhiều quý khán giả yêu thương em nha. Em cảm ơn anh Xanh hôm nay bỏ nhiều công việc để hôm nay tổ chức sinh nhật muộn cho em. Em rất là quý anh Xanh luôn. Thì cuối clip thì em xin cảm ơn mọi người đã đến dự buổi tiệc nho nhỏ này ngày hôm nay. Rồi, anh xin chia sẻ một chút xíu. Kính thưa tất cả bà con, cô bác trong clip số 1 ôn tặng ơn này. Thì ngày hôm nay thì Xanh, bên cạnh Xanh đó là Ngọc Hoa, như là một cô diễn viên múa rất là dễ thương và có giọng hát rất là hay. Thì sắp tới thì Xanh có ra sản phẩm ca khúc, là để biết ca khúc gì của chú chị hãy chờ xem nha. Thì Ngọc Hoa là một trong những vai chính trong MV của Xanh, là Xanh sẽ kết hợp, thì Xanh sẽ kết hợp với Lian là cũng như là đạo diễn cho Xanh, và Ngọc Hoa thì sẽ là diễn viên chính. Bây giờ thì Ngọc Hoa hôm nay thì em gặp gỡ bà con, em cảm xúc thế nào khi mà anh Hoàng Xanh mời em tham gia MV của anh Hoàng Xanh tiếng Khmer, diễn Khmer không? Chào thân anh em, kính tha sờ bài tha bạn sầm đèn chùa bằng Hoàng Xanh, kính tha chọn sầm đèn bạn trần bay đặc sản hồ và bắt thoa Khmer dường ở bàn từ cầm từ cờ. Chào tạm biệt cả nhà, chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha. Nhớ like và share cho Lian với anh Hoàng Xanh nha. Rồi. Bye bye mọi người. Thành công trong công việc, dạng sự như ý. Rồi.